Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực YouTube. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để xào một đĩa khoai tây không bị vỡ nát. Đây là cái đĩa khoai tây thành phẩm của mình đây này. Mình gắp thử một miếng lên các bạn nhé. Khi mình dùng đũa mình bẻ là rất là dễ dàng, khoai tây thì quyện vào với nhau. Mình nếm thử đây, xin mời các bạn. Ngon quá các bạn ơi, khoai tây ăn thì đượm, đậm đà lại bở mềm, màu sắc thì rất là ngon và đẹp. Làm thế nào để có một đĩa khoai tây ngon và hấp dẫn thì mời các bạn cùng vào bếp với mình. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu trước khi vào bếp. Thì đầu tiên là khoai tây này. Khoai tây này thì mình chọn những cái củ khoai tây, thứ nhất là to, đẹp, nhẵn nhụi, không có mầm. Ngoài ra thì mình cần là hai quả cà chua, nó khoảng 200g các bạn. Hành khô 15g, hành lá 15g, thì là 10g. Gia vị thì rất là đơn giản, bột ngọt 5g, hạt nêm 10g, nước mắm 20ml. Để làm khoai tây thì mình cần một cái nồi nước. Thì mình sẽ xả một cái nồi nước này để mình ngâm khoai tây, khi mà mình nạo ra ngâm để không bị thâm đen. Với cái củ khoai tây này các bạn, khi mà mình nạo ra, ở bên trong cái ruột của nó phải là màu vàng, không có màu xanh hoặc là màu trắng các bạn nhé. Màu xanh là màu khoai tây đã mọc mầm, khi mà mình ăn thì nó sẽ rất là độc hại, bởi vì trong nó có chất sulalin. Nếu mà màu trắng thì là khoai tây sượng, ăn các bạn xào nó cũng không thể ngọt và bùi được các bạn nhé, ăn rất là sượng, không ngon. Khi mà mình lạo xong thì mình sẽ bỏ luôn vào trong nước này để ngâm cho nó khỏi thâm các bạn nhé. Khi mình lạo xong rồi các bạn, mình sẽ chuẩn bị một cái thớt đây. Và mình sẽ bỏ khoai tây ra để thái. Với cái củ khoai tây này các bạn, nó rất là tròn, mình cần một cái điểm tựa để thái. Thì mình sẽ thái một cái lát, rồi mình úp cái củ khoai tây lên để có một cái điểm tựa mình thái thì nó rất là dễ dàng. Khi thái thì các bạn sẽ thái cho mình với cái độ dày là khoảng 0,5cm. Và mình thái thật đều nhau, tránh thái cái miếng to miếng nhỏ, thì khi xào lên nó sẽ không có miếng thì chín và miếng thì sống. Các bạn nhìn này, mình thái rất là đều bản với nhau và rất là độ dày rất là tương đương nhau. Mình đã thái xong rồi thì mình sẽ ngâm ra đây và mình sẽ quay ra để mà đi thái cà chua các bạn. Với cái quả cà chua này thì mình sẽ cắt làm đôi và bỏ phần núm. Rồi sau đó thì mình sẽ bổ muối cao. Cái cà chua này của mình thì nó có cái tác dụng là khi mà mình xào lên thì tăng thêm cái hương vị cho khoai tây và tạo màu đẹp mắt cho khoai tây các bạn. Hành khô này thì mình sẽ là đập dập rồi băm nhỏ. Cái món khoai tây xào này thì nó rất là phù hợp với cái món hành khô phi các bạn nhé. Hành này mình sẽ phi vàng lên mà nó rất là thơm, rất là dễ ăn. Khi mà mình cắn miếng khoai tây lên, thơm mùi hành khô lên thì rất là tuyệt vời. Với cái rau thì là và hành hoa thì mình sẽ cắt làm đôi, rồi mình sẽ gộp lại để thái cho nhanh. Thì mình sẽ thái nhỏ các bạn. Mình thái nhỏ với khoảng cách là 0,5cm. Cái khoai tây của mình đã ngâm được rồi thì mình sẽ rửa bỏ cái nước ngâm của nó các bạn. Đấy, và tiếp tục mình sẽ xả thêm một cái nước mới để rửa bỏ cái nước bột, để thứ nhất là tăng cái độ trắng cho khoai tây. Đấy, và mình sẽ vớt ra rổ luôn. Khi mà mình đổ ra rổ này cho dốc nước ấy, thì mình sẽ đi xào khoai tây các bạn nhé. Mình sẽ bắc một cái chảo lên trên bếp và đổ từ 50 đến 80ml dầu ăn vào, và mình sẽ bỏ hành khô băm nhỏ vào và phi thơm. Các bạn nhớ là cái hành khô này mình phi thật thơm rồi mình mới cho cà chua vào. Khi cho cà chua này sẽ khô thì mình sẽ bổ sung khoảng là 50ml nước để cho nó dễ nhừ. Và khi đã nhừ rồi mình sẽ bổ sung thêm khoảng 50ml nước, và mình sẽ nêm hạt nêm là 10g, nước mắm 20ml. Rồi sau đó mình sẽ khuấy đều cho hạt nêm nó tan hết ra. Mình sẽ bỏ cái khoai tây vào để xào. Khi bỏ khoai tây vào xào ấy, thì mình sẽ đảo trong khoảng thời gian là 1 phút để cho gia vị nó thấm ở trong cái khoai tây.
Rồi mình sẽ dàn cho nó đều và mình sẽ đậy vung vào để om trong khoảng thời gian là 5 phút cho khoai tây nó mềm. Và sau khi mình om được 5 phút đấy các bạn, mình sẽ dùng xẻng để đảo. Đảo thật đều cho cái phần mà trên xuống dưới, để cho phần trên nó chưa được chín nhiệt thì mình sẽ đảo đều lên và mình sẽ tiếp tục để đậy vung lại và om trong khoảng thời gian là 5 phút. Đấy, mình sẽ đậy om này. Sau khi được 5 phút này, mình mở ra mình sẽ kiểm tra dùng đũa này, chọc vào miếng khoai tây thì nó vỡ luôn, là khoai tây của mình nó đã mềm và được rồi. Lúc này thì mình sẽ dùng xẻng để đảo thật đều các bạn nhé. Và mình sẽ dùng lực thật là vừa phải để không bị vỡ nát khoai tây. Và lúc này thì mình sẽ nêm bột ngọt là 5g và hành hoa thì là. Mình sẽ cho vào trong này và sẽ đảo thật đều trong khoảng thời gian là 15 giây để cho bột ngọt và cái hành hoa thì là nó chín. Thì mình sẽ tắt bếp và bỏ ra đĩa để thưởng thức các bạn. Cái khoai tây của mình nó đã cạn nước và cái bột của nó ra ăn rất là ngon. Khoai tây thì chín tới và nước của nó chỉ hơi nhẹ nhẹ thôi, đảm bảo không bị nát. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong tới các bạn món khoai tây xào cà chua không bị nát. Bạn nào xem video này của mình mà thích thì hãy cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.